Chào cả nhà. Hôm nay mình đi ăn sáng ở một quán bún Bình Dân, nằm trên địa chỉ là 369 Bình Dân. Giờ mình ăn cái gì thì mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây, đây như đồng nữ của mình đây, em Phúc thì đang quay giùm. Nồi bún bò của chị Hồng đây, hấp dẫn ghê không? Chị Hồng dọn lúc mấy giờ gì không? 6 giờ. Đây, cái này không? Yeah. Cái nào già nẹt đó chị Hồng? Đây. Mình bán bình thường là một tô bao nhiêu chị? Mỗi bún mì ve chục, được 25, được 20, được giá nào cũng có. Yeah. Còn bún riêu chị Hồng? Bún riêu 20 em. Đây, còn bún riêu. Đây. Đây ăn kem. Bây giờ đây tô bún bò. Vương ăn mì tôm hả em? Có mì tôm không? Không có, chị có mấy ăn kìa. Lâu vậy được hả? Đó. Tô đây chị Hồng 25, 25. Em Út này ăn ít. Ai muốn ăn giá nào ăn. Đây là một nồi xôi, đây là nồi thịt nè, kho chín nè, xôi này. Cho em một hộp nha chị Hồng. Chị Hồng nhà em ở sân cũ của mình. Mình thấy chị hiền lành và bán đồ ăn cũng ngon, nên mình muốn chia sẻ để chị mua may bán đắt hơn. Quán có địa chỉ là 369 Bạch Đằng, không có quảng cáo gì đâu nha cả nhà. Nồi thịt kho ăn chung với xôi hấp dẫn chưa nè? Nồi bún riêu. Cho em đứt nước với chị Hồng ơi. Chị này bán cũng vui vẻ và dễ tính. Đây là em Út của mình nè. Út ăn gì Út? Món gì? Ăn bún bò. Bún bò Bình Dân. Đây Út răng không chứ không có bò, không có heo hả? 25 ngàn một tô, muốn ăn 35 thì tùy gì mình ăn. Thử mình ăn cái gì vậy? Bò mì tôm sao mạnh không Vương? Anh thử em. Học trò của mình không thích ăn bún nên ăn mì tôm. Tô của mình là tô bún riêu. Không ăn giá Bình Dân thôi, không ăn tô đặc biệt. Mình đang đi 20 ngàn. Dạ hấp. Mồ hôi chảy quá. Đây là đâu? Ngồi cả nhà ăn bún riêu. À, giờ chị nén rồi ạ. Muốn miêu bả rồi. Không có bấm thuốc không? Sáng này, mồ hôi. Úc cái nạn chăm đôi tiếng này kìa. Nãy rồi em nạn. Ai giờ tự anh gần hết tô. Cái chỗ đây là cái chỗ bàn rồi này đủ, nhưng mà tám cái là không có quạt. Đấy, bên cầm cái quạt ở bên em mới cho chị. Thử Út bả trong Vương ăn một bả tí nè. Cái màu vừa coi. Món xèo nóng. Ăn bún riêu. Và con em Út nó bỏ thêm cái cục bò răng. Ý là cần thêm không em làm? Ở đây ở không mập quá giùm. Mình bán gì là mấy giờ dọn ra chị Hồng? Mình bán khoảng 10 giờ hết hả? Hồng giỏi quá mà.
do chị bán số lượng nhiều á, chừng nào hết thì nghỉ. Vương làm kim tô Vương. Quán đó chị có chỗ ăn được, nhưng mà có cái là không có chỗ móc quạt, nóng quá. Anh này cũng là người hàng xóm cũ của mình luôn nè. Quán này toàn là hàng xóm tới ăn, nên cần gì thì tự phục vụ như buffet luôn. Hả? Giảm bao nhiêu phần trăm? Đây khách VIP coi như là lần nào cũng thấy mặt trên từng cây số luôn. Chưa gần xong rồi. Hai đứa em đứa đệ tử nó ăn xong hết rồi. Đây bán này 20.000 tô ăn đôi na. Ăn tô cúng xong xong luôn á. Nhiêu tiền vậy chị Hồng? Của em là 50 kia. Của em 27.000 xong đó em. Dạ. Đây em gửi tiền. Thối giùm em đi. Đây. Anh mẹ bèo, anh nôn và mua xôi về, mua hộp xôi về nữa 100.000. Dạ. Chị mua về hả chị? Đây em gửi tiền cho chị Hồng. Hôm nay mấy chị em đi uống cà phê ở quán 360 Bạch Đằng, là một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở Quy Nhơn. Đi uống cà phê nè, quán Tuấn, quán 360, như là quán Tuấn hồi xưa người ta hay kêu á. Tại cái khuôn viên mấy chị em mình đi uống cà phê ở quán Tuấn bên ngay bờ hồ cả nhà. Quán này hồi xưa kêu quán Tuấn, bây giờ là quán 360. Bây giờ mình đi vô mình uống cà phê. Đi vô luôn vậy Út. Quán này đã có cái khuôn viên hai mặt cả nhà. Mặt trước hồi xưa mình uống là quán cà phê Tuấn, bây giờ là hạt cũng đỡ là 360 Bạch Đằng. Vương ơi, Vương ngại, Vương đi ra Vương. Đây dì Út. Quán có không gian thoáng mát nha. Đệ tử sợ quay phim. Sáng mà trong này cây cối nhiều nên nó hơi bị tố. Mình thấy giá cả ở đây cũng hợp lý. Em gái Út của mình mang theo hạt bí nha cho vui. Em gái mình và em học trò rất thân thiết với nhau. Mời cả nhà uống cà phê sữa đá. Bao nhiêu hồi sáng giờ đi ăn sáng uống cà phê. Còn mấy món bình dân. Bún thì 25.000 tô. Ai muốn ăn đặc biệt thì 30-35. Còn đây cà phê đây cũng 20.000 ly. Menu nè. Đây nè. Cà phê sữa nóng nè. Đi con xe cà phê. Lịch sự.
Trần Đạo, Trần Đạo 2. Cấp 2. Ừ. Còn mà chủ ở trên đường Mai Trân Thượng á, cấp 1. Mình là người ít ra đường ăn sáng uống cà phê, nhưng mình nghĩ lâu lâu ra ngoài cho đầu óc thoải mái. Nhưng bây giờ là sáng đâu còn bằng, ví dụ như hồi trước ba còn sắm hơn. Giờ ba đi rồi. Giờ em có. Đó, cháu đứa này 5 thân, 5 thân. Đấy, thằng kia này thua. Ừ. Rồi ba ba má chị xây xây trước đó là 35 mấy năm về trước á, sau này ba chị còn 40 giờ đấy hay là 38 đi nên ba chị vậy. Màu luôn, gạch màu nên là ba má chị đi vậy á, chứ không phải là hồi trước là ba má chị không, hồi ba má chị chỉ có để đá chỉ cho nó đủ cái khuôn viên của mình thôi, chứ cũng không có xây học. Được rồi, đó là tự đào hố theo cái dừa cái hồn mình á. Bây giờ uống cà phê xong rồi, trước khi về mình chỉ dạo xung quanh công viên bán cho cả nhà cùng xem nha. Út rồi. Bây giờ quán cà phê nó hai mặt. Mặt trước là Bạch Đằng. Quán cà phê Túng mà cũng còn gọi là 360. Quán này có công viên rộng ở cả nhà. Đi luôn vậy Út. Tôi tưởng nó nhìn xe tưởng Út à. Đi vô luôn vậy Út. Quên đâu mất rồi. Vương đi uống cà phê mà Vương ơi. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye.